Em à, em dẹp bỏ cái tiệm mai này đi. Ở đây em kiếm được bao nhiêu, anh sẽ trang trải tất cả cho em. Vài hôm nữa, em sẽ làm vợ anh. Em sẽ có cả một cơ ngơi, tha hồ mà hưởng thụ. Anh giàu có vậy sao? Sao anh không ở trong đó mà hưởng thụ, ra đây làm gì cho cực, lại còn nguy hiểm nữa. Có đối đầu với nguy hiểm, con người ta mới trưởng thành. Và trong tình yêu cũng vậy, phải có khó khăn mới biết được thực chất của trái tim mình chứ. Một câu nói rất hay về tình yêu. Chào thiếu tá. Mời đại quý ngồi. Xin lỗi thiếu tá, xin lỗi cô Dâm. Tôi chỉ tình cờ nghe được mà thôi, chứ tôi không cố ý. Chúng tôi chỉ nói chuyện phím cho vui thôi mà. Mời đại quý. Thực ra tôi có việc đi tìm thiếu tá nhưng mà không gặp. Tôi nghĩ thiếu tá chỉ có thể tới nhà cô Nhâm mà thôi, nên tôi tới đây cầu mai, không ngờ lại gặp. Tôi xin lỗi đã làm hỏng cuộc vui của hai người. Có gì đâu đại quý, cũng chỉ là chuyện tầm phào thôi. Ông thiếu tá thích kể cho tôi nghe những kỷ niệm khi mà hồi còn nhỏ ở ngoài quê. Hai người thật là hạnh phúc khi còn lưu được những kỷ niệm thời thơ ấu. Còn tôi thì chả có gì để mà kể cho mọi người nghe cả. Nè, đại quý tìm tôi có chuyện gì quan trọng không? Tất nhiên là quan trọng rồi. Nên đêm hôm tôi mới đường đột tìm đến nhà cô Nhâm. Xin cô Nhâm thông cảm nha. Tôi xin phép được rút lui, để hai người tiện nói chuyện riêng. Chẳng có gì riêng cả, vì việc này có liên quan đến cô Nhâm đó. Liên quan tới tôi? Đại úy có nhầm lẫn gì không á? Thưa không, tôi nghĩ tôi vẫn còn minh mẫn mà. Cô Nhâm cứ ngồi nghe rồi sẽ biết thôi. Nè đại quý à, đại quý vòng vo hoài, có chuyện gì cứ nói đi. Trình thiếu tá, chúng tôi đã bắt được thằng Nam Trị. Một du kích trên núi trong cuộc hành quân vừa qua, một thắng lợi ngoài dự kiến. Hiện giờ qua khai thác bước đầu, nó đã khai ra rất nhiều tin tức quý giá. Bắt được nó sẽ làm sáng tỏ về đường dây hoạt động của Việt Cộng ở vùng này. Đại quý có chắc tên du kích này là mắt xích quan trọng trong mạng lưới của Việt Cộng chứ? Thưa thiếu tá, tôi có bằng chứng. Bằng chứng? Tôi thấy tên Việt Cộng chiêu hồi nào cũng nói đã biết được tất cả những tin tức tuyệt mật, nhưng qua thẩm tra lại chẳng có gì. Thưa tiểu ta, thằng này nói rằng nó nắm được kế hoạch tiếp nhận vũ khí của Cộng quân do Tàu Bắc Việt thời gian tới sẽ đưa vào. Và hắn cũng nói là biết chỗ cất giấu vũ khí và chỗ ẩn náu thường xuyên của Sáu Sinh. Và còn một điều hết sức quan trọng nữa, đã làm sáng tỏ nghi vấn bấy lâu nay của tôi. Đại quý không ép cung chứ? Không, thưa thiếu tá, không hề. Hoàng này không bao giờ chơi cái trò trẻ con đó. Vậy à? Nó khai sao? Nó khai là... Thiếu tá cho phép tôi nói chứ. Sao đại quý lơ hỏi vậy? Đại quý cứ làm phận sự của mình đi. Thưa thiếu tá, cùng cô Nhâm, điều này nói ra có thể làm thiếu tá không vui lòng, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Dạ, xin mời thiếu tá nghe. Thằng du kích đó khai rằng trong số những thủy thủ trên tàu Bắc Việt chở vũ khí vào vừa rồi bị chết, có một người, xin thiếu tá thứ lỗi, có một tên là chồng của cô Nhâm đây. Nói bậy, ba lắp, bắn bỏ thằng chủ kích đó cho tôi. Đại quý thù oán chi tôi mà đặt điều như vậy? Đại quý à, đại quý hãy cẩn trọng trong mọi nhận định, không thể vô lý như vậy được. Thưa thiếu tá, xin thiếu tá hãy bình tâm. Tôi cũng nghĩ là vô lý,
Nhưng mà điều đó trùng hợp với những việc không sao giải thích được. Vì cớ gì bao năm nay cô Nhâm tuổi đã cao rồi vẫn không chịu lấy chồng? Cô Nhâm vẫn còn chờ ai à? Và nữa, việc lập cái bàn thờ này, đó là bàn thờ thờ bác của cô Nhâm, đại quý không nên xúc phạm. Ông chết đúng vào ngày tạo bắt việc nổ sao? Tôi nhắc lại, đời tới về việc riêng của cô Nhâm không phải là điều để đại quý soi mói. Đại quý hãy tập trung vào công việc của mình thôi đi. Thưa thiếu ta, Diệt Công là lời khai của tên du kích Diệt Công, nó có thù oán với cô Tân Nhâm sao? Thiếu ta có cần đối chất không ạ? Đối chất à? Tôi nghĩ thiếu ta nên tự mình tra xét, để nghe những điều đó từ chính miệng nó nói ra, đâu phải ngẫu nhiên. Một người như thiếu tá bao nhiêu năm nay theo đuổi cô Nhâm đây mà vẫn bị cô Nhâm từ chối, phải có nguyên do chứ. Đại quý đã lầm rồi. Sau vụ đụng độ với cộng quân tuần trước, tôi định sẽ cùng với thiếu tá Rạng bàn tính chuyện thành hôn sẽ tổ chức vào tháng tới. Chúng tôi đến với nhau là định mệnh. Tôi có ý gây sự bất ngờ, nhưng hôm nay đại quý đã buộc tôi phải nói ra. Trời ơi, một chuyện tốt đẹp, tai tôi chắc không nghe nhầm chứ. Xin gửi lời chúc mừng thiếu tá và cô Nhâm trước. Nhưng xin hỏi lại, cô Nhâm nói thiệt hay nói chơi đây? Chuyện hôn nhân của đời người đâu có thể nói chơi được thưa đại quý. Đại quý thấy thế nào về sự đa nghi và về việc lấy những lời khai ba láp đó? Lại bất ngờ, rất bất ngờ và thú vị. Tôi có lời xin lỗi thiếu tá. Chào thiếu tá. Chào thiếu tá phu nhân. Sắp đến ngày vui mà anh thấy em yếu ớt quá à. Anh đưa em về Nha Trang nghỉ ngơi nha. Anh muốn tạm bổ cho em một tổ yến, vài ngày mạnh lên mấy hồi. Anh để từ từ đi anh. Em thiệt, em là người có bản lĩnh. Một sự việc mừng vui đến vậy mà em cũng giữ bí mật đến cùng luôn vậy đó. Dạ, thưa đại quý, chúng ta còn đi đâu không ạ? Con mẹ nó, tao sẽ không thua như vậy đâu. Về. Dạ, mời đại quý. Chuyện gì mà con giận dữ vậy Hoàng? Tôi kêu bà dẹp đi, bà còn thắc mắc nữa phải không? Dẹp trên cái bàn thờ này có ai phù hộ cho con cháu nên thân nên phận gì không? Trời ơi, đánh đâu thì thua đó, làm gì thì ổng đó. Mô Phật Hoàng ơi, con, tôi thấy tốt nhất bà nên vô chùa mà mô Phật đi. Nhà này không có Phật chúa gì hết, toàn là một lũ người bị quỷ ám. Ông nội của tôi, cha của tôi, mẹ của tôi, rồi bây giờ là tới tôi nè. Mà con Hải đâu? Hả? Con Hải đâu? Hải đây. Cô ba ơi, cô ba ơi, cô sống khôn thác thiên. Tôi bà làm cái gì vậy? Con Hải em của tôi chứ có phải má tôi hiện hồn gì đâu mà bà sợ hả? Cô ba Hương ơi, cô bà có im đi không? Anh không được quát má hai như vậy. Anh có giỏi thì đi tìm vợ anh mà quát.
Mày ngon lắm. Phận mày lo chưa xong thì đừng lo cho người khác. Mày chống mắt lên mà coi, thằng rạng của mày sắp lấy vợ rồi kìa. Thật là không ba năm dạy một giờ. Mày tưởng mày đem thân ra làm mồi giữ nó là nó chạy theo mày sao? Thằng rạng là thằng điểu cán bắt cá hai tay. Nó lấy mày, nhưng mà nó cũng lấy cả con Nhâm. Mày đúng là ngu quá. Tao xấu hổ khi có một đứa em khờ khạo như mày. Hoàng ơi, con say rồi. Tôi không có say. Con nói là toàn mùi rượu không à. Con đi về nhà nghỉ đi con. Về lo cho mấy đứa nhỏ đi con. Bà không phải là mẹ của tôi. Bà không có quyền dạy dỗ tôi. Anh không có quyền chửi mấy ai. Anh muốn mắng chửi gì á thì chửi tôi nè. Anh nên nhớ kỹ, tôi không phải là con nít để anh cao giọng dạy dỗ. Tôi không mồi chài anh rạng như anh nghĩ. Tôi yêu anh ấy, và anh ấy cũng từng yêu tôi. Nhưng mà tại vì sao mày không giữ được thiếu tá Rạng? Mày để cho con Nhâm Việt Cộng đi giật mất hả? Mày trẻ trung hơn nó, mày có học thức hơn nó, mày quyết rũ hơn nó mà. Anh đi mà hỏi anh Rạng. Tôi không biết. Chà, tôi không biết, tôi không biết. Bây giờ thì mày đã biết tên Rạng sắp làm đám cưới với Tư Nhâm rồi chứ gì. Mày có biết nhục không hả? Hả? Hải à, con bớt khóc đi. Khóc hết nước mắt đó con à. Tới một lúc con không còn nước mắt nữa là con sắp đi vô cõi hư không rồi đó. Má con, cô Ba Hương ngày đó cũng vậy. Bà mang thai con mà ngày nào cũng khóc. Khóc cho đến khi sắp sanh con thì chợt không khóc nữa mà lặng thinh rồi chết. Khi con mới vừa ra đời thôi. Má, con giống mẹ con lắm phải không? Ừ. Hồi nãy con thấy má nhìn con mà má kêu cô Ba Hương. Giống lắm. Má con cũng buồn như con bây giờ vậy. Không hiểu sao nhà họ Trần này, đàn ông thì hung dữ tàn bạo, còn đàn bà thì mãi buồn khổ và khóc lóc. Tại sao vậy? Má biết không? Có lần má hỏi Dượng Năm Bào vì ông ấy chuyện gì của ai trong cái làng cát này, ông đều tường tận hết. Thì ông ta nói là nhà mình đã mắc một lời nguyền của một cô gái là người ở trong nhà này, đã bị ông cố con cưỡng hiếp, khiến cho cô ấy phải treo cổ tự tử. Hả? Có chuyện đó nữa sao? Kinh khủng quá. Má có tin không? Ừ, má tin chứ. Chuyện đó có thật đó. Má là một, má con là hai, vợ thằng Hoàng là ba. Bây giờ đến lượt con. Những người đàn bà trong nhà này đều bị đàn ông làm cho khổ. Cậu Hùng ơi, cậu Hùng, cậu Hùng ơi. Ai vậy cả? Ủa, chị Ba. Ừ. Ủa, sao chị Ba đi đường này? À,
Tôi tiện thể đi qua nhà ông Mười đó mà. Mời chị vô nhà. Mời chị. À, có chị Bảy nhà không cậu Hùng? Dạ có, chị Bảy ở trọng á. Mời chị vô. À, cảm ơn cậu nghe. Chị Bảy ơi, có chị Ba qua chơi. Mời chị. Mời chị. Dạ mời chị Ba uống nước. Chị bé em ra giờ á. Cậu Hùng thiệt là tử tế à nghe. Cậu tính đám nào chưa? Mời chị. Chuyện lấy vợ, ăn đời ở kiếp, em phải chọn lựa kỹ càng chị ơi. Chào chị Bảy. Ai đó? Mắt tôi đổ rày mờ, ngó mấy người nhà giàu nhìn không ra. Chị à, có chị Ba Minh qua chơi. Dữ ác không? Láng giềng hàng xóm mấy chục năm nay mà không qua, chê nhà tôi nghèo mà. Bước tới dơ chân làm sao? Thưa chị Bảy, hôm nay tôi qua gặp chị á là để thưa chuyện, chuyện thằng Hai Rạng con tôi và cháu Nhâm con chị. Hả? Con tôi á, nó biên thư về, nó nói tôi qua thưa với chị, cho phép nó được thành hôn với cháu Nhâm con của chị. Có chuyện đó sao? Sao tôi không nghe con tôi nói tiếng nào hết? Chồng nó tuy có ở xa nhưng vẫn còn sờ sờ ra đó. Chuyện quan đường, chị về đi. Cậu Năm tiễn khách. Dạ. Nếu tôi không vì con tôi á và không vì thương con gái của chị á thì tôi không cất công qua đây để mà nghe chị sỉ nhục như vậy đâu. Mai cậu dẫn chị lên thị trấn gặp con Nhâm, phải hỏi chuyện này cho ra lẽ mới được. Ừ, đi thì đi. Anh ơi, em rơi vào tình thế bắt buộc, không thể làm gì khác. Hoàn cảnh éo le đưa em vào sự nghiệt ngã này. Anh ơi, em khổ lắm, anh có biết cho nỗi lòng của em không? Em không muốn mình được tha thứ đâu. Anh hãy trừng phạt em, em sẵn sàng chấp nhận. Đại quý Hoàng à, hắn định làm gì đây? Nhâm ơi, mở cửa cho anh. Ủa, anh Rạng. Ủa, gì vậy anh? Anh ghé quán lửa rừng mua mấy con bồ câu quay cho em ăn cho lợi sức lại. Em không quen ăn tối đâu, anh mua sao không hỏi ý kiến em? Anh nghĩ chuyện này cũng bình thường mà, vợ chồng mình săn sóc nhau có gì đâu. Vợ chồng hồi nào chứ, mình đã cưới xin gì đâu. Em chỉ nói chơi chơi thôi để em đuổi khéo Đại Quý Hoàng. Không có chơi chơi đâu nha. Đại Quý Hoàng nó đã dằn mặt anh rồi. Nếu em không là vợ sắp cưới của anh thì nó đã tạm giữ em để điều tra rồi. Thằng đó nó có máu vô côn, nó không chừa một ai đâu. Nhưng mà đâu phải mới nói mà bây giờ anh đã tính rồi. Còn lâu mà, em còn phải về quê xin phép má em, rồi còn coi ngày coi giờ tốt nữa. Tái giá tái hôn thì cũng phải thuận theo ông bà xưa, chứ đâu có vội vội vàng vàng làm ẩu được. Hơn nữa, sao em còn dứng díu điều gì? Em đang có tang. Tang ông bác chứ có phải tang mẹ tang chồng đâu mà cử. Em bỏ chuyện đó đi, mấy thứ mà em lo anh đã nhờ người về báo với má anh rồi. Sao gấp quá vậy anh? Gấp gì nữa mà gấp. Điều quan trọng là anh muốn cho má được vui, khi sẽ có em là con dâu như má anh từng ao ước.
kế đó má anh sẽ qua bên nhà nói chuyện với má em cho phải phép. Nếu như má em không chịu thì sao? Tất nhiên là anh sẽ rất buồn vì Nhật mẫu không chấp nhận mình. Nhưng với anh, cái chính là ở em chứ không phải là má em. Vì chúng ta là người sống đời với nhau. Còn má, rồi sớm muộn má cũng sẽ ra đi thôi. Hơn nữa, anh muốn sớm thành hôn với em, để không thằng nào nó dám động đến em nữa. Nhưng mà em đừng buồn nữa, em ăn đi. Em mà không ăn, anh không chịu về đâu đó nha. Anh yêu em đến như vậy sao? Anh đi yêu một người đang lừa dối anh sao? Anh sẵn sàng chấp nhận tất cả, miễn là em chấp nhận lấy anh. Nhâm ơi, Nhâm ơi, Nhâm, có nhà không Nhâm? Ai Nhâm cậu Hùng? Má, dạ thưa cậu. Ừ. Má đi đường có mệt không má? Khỏi. Dạ con mời cậu với má ngồi uống nước. Ừ. Con mời má, mời cậu uống nước ạ. Chị uống nước đi chị. Nước nôi gì? Hôm nay tao nhờ cậu Hùng đưa tao lên đây chỉ là để hỏi mày một câu. Hỏi xong tao về. Má mày bực lắm đó. Tao cũng bực. Nhưng mà có chuyện đó thật không Nhâm? Con mời má mời cậu uống nước cái đã. Ủa mà má với cậu đang bực chuyện gì vậy? Thôi đừng có giả bộ nữa. Cả cái làng đang đồn ầm lên là con gái bà Bảy Bương á sắp thành bà thiếu tá. Chà, nhà Bảy Bương lại có cái Diễm Phúc vậy sao? Má với cậu cứ ngồi chơi, để con đi kiếm cái gì má với cậu ăn tạm nha. Khỏi, tôi no rồi. Tôi đang tức đến ứ lên tận cổ đây nè. Cả làng ai cũng tò mò hỏi thăm. Có con rể làm đến cấp thiếu tá, sướng thiệt. Sướng thiệt. Má, má hiểu cho con. Không phải vậy đâu má. Con cũng khổ lắm. Con đâu muốn. Cậu Hùng, nó nói nó khổ. Cậu nghe có lọt cái lỗ tai không? Cậu nói đi, nó khổ hay là tôi khổ? Con gái mày mấy ngày qua nó khóc sưng cả mắt lên. Có đứa bạn nào chơi với nó đâu. Nó tủi. Nó hận mày. Chị cứ bình tĩnh để nghe cháu nó trình bày. Có thể là tin đồn. Nhâm, chuyện người ta nói thực hư ra sao? Cậu ơi, cậu thương con. Con không làm điều gì xấu hết. Cậu biết con làm gì mà. Làm sao con có thể. Nhưng chuyện mày lấy thiếu tá Rạng có không? Bà Ba Minh má thiếu tá Rạng qua nhà nói rõ ràng. Tao cũng khó hiểu. Tôi sinh ra nó, tôi còn không hiểu nữa thì làm sao mà cậu hiểu được. Vậy là rõ rồi. Cậu đưa tôi về. Ngồi đây tôi ứa gan lắm. Má, coi như là tôi không có sinh ra nó. Thôi đi chị. Chị cứ bình tĩnh. Có gì từ từ nói. Nè Nhâm, con có chuyện gì á thì nói ra đi. Con xin má, con xin cậu hiểu cho con. Lòng dạ con ra sao có trời biết, có chồng con biết. Con có sung sướng gì đâu. Nhâm, mày còn dám lôi cả thằng Tòng chồng mày vô chuyện này nữa sao? Có người vợ lấy được sĩ quan cao cấp của chính quyền Cộng Hòa, sao lại không vui? Má cứ rầy con, má cứ chửi con, nhưng xin má đừng bỏ con. Cậu Hùng, con xin cậu. Có những điều con không thể nào nói ra hết được cậu à. Đàn bà, tới cái lúc rửng mỡ. Cậu Hùng, cậu có đưa tôi về không? Nghe nó nói thêm tôi ngứa cái lỗ tai lắm. Tôi điên mất bây giờ đó. Kì chị, vẫn chưa muộn đâu con. Bình tâm mà nghĩ lại. Con nào có ý định gì đâu cậu. Mày thiếu suy xét. Để má mày buồn, con mày tủi. Làng xã bà con xì xầm. Lỡ rồi. Thôi, tao sẽ nói má mày cho qua. Nhưng cẩn thận, kẻo lại hối không kịp. Đàn bà ở tuổi mày á, sống một mình không ổn đâu. Về quê sống với má, với con. Dạ, để đôi con tính. Tính? Tính cái gì?
tính tới ngày cưới hả? Kỳ chỉ, tôi hỏi lần nữa, cậu có về không? Không về, tôi về một mình. Má, má. Nhâm, má mày nóng nhưng vẫn thương. Một mẹ một con, không thương mày á thì thương ai? Liệu mà thu xếp về dưới quê ở đi, má mày á yếu lắm rồi. Thôi, cậu về nghe. Cậu đi, kẻo má mày la. Má mày đang nóng, để cậu khuyên giải cho. Mày vào đi, nhớ là cậu dặn nghe chưa? Cậu về nha. Tới nơi rồi cô Hải. Dạ chào cô Hải. Sao hôm nay cô đi có một mình vậy? Cô có hẹn với ai phải không? Anh cho tôi một phòng riêng được không? Tôi không muốn bị làm phiền. Dạ. Anh biết Tư Nhâm chứ? Dạ biết. Nếu cô ấy đến á thì anh kêu cổ vào phòng tôi nha. Dạ, dạ xin mời cô. Chào cô Nhâm. Dạ chào trung sĩ. Cô Hải, em của Đại Quý Hoàng có gửi cho cô một bức thư. Cô xem đi. Trung sĩ đợi tôi chút nha. Cô đi mấy người vậy cô? Tôi nghĩ là hai. Nam hay nữ vậy cô? Cô làm ở đây lâu chưa? Dạ cũng mới. Hèn chi cô mới hỏi vậy. Cô cũng tò mò lắm. Nếu cô đi với bạn trai thì em xin chúc mừng cô. Vì em cũng có bạn trai, nhưng hai đứa em chưa được ăn chung với nhau như vậy bao giờ. Sao vậy? Tại tụi em ở xa lắm. Nếu như mà tôi đi với một người bạn gái cũng được. Nhưng không thích bằng. Hai người đàn bà ngồi với nhau không thích bằng một người đàn bà ngồi với một người đàn ông. À quên, lúc nãy cô kêu món gì? Em lo nói chuyện nên quên mất tiêu rồi. Có món đàn ông không? Cô đẹp như vậy thiếu gì đàn ông chứ. Lát nữa bạn tôi đến tôi sẽ gọi sau. Dạ. Chào cô, chào chị Nhâm. Mời chị ngồi. Cảm ơn cô. Chẳng lẽ bạn gái của cô này là chị Nhâm? Em không nghĩ là chị sẽ đến. Cô phải tự tin lên chứ cô Hải. Sao lại mặc cảm như vậy? Một phụ nữ vừa đẹp lại vừa danh giá như cô, quyền quý như cô thì không thể bi quan như vậy. Thú thật nhờ trung sĩ độ mời chị em cũng rất áy náy. Ảnh đi rồi em mới nghĩ lại. Chẳng may chị nghĩ anh Hoàng mời chị không đi thì sao? Ban đầu tôi cũng nghĩ như Hải, nhưng trung sĩ Độ hứa danh dự với tôi là Hải mời nên tôi mới đi. Tôi nghĩ Hải muốn nói chuyện với tôi về thiếu tá Rạng phải không? Sao chị biết à? Giữa tôi với cô còn có chuyện gì ngoài chuyện đó nữa? Tôi nghe nói chị và anh Rạng sắp làm đám cưới phải không? Đại Quý Hoàng nói với Hải hả? Anh ấy là anh tôi, chị biết rồi mà. Anh ấy mắng tôi là để chị cướp mất anh Rạng, trong khi anh Rạng là người đàn ông của tôi. Chúng tôi đã... Tôi không có cướp ai hết. Ông thiếu tá mới là người cướp tôi. Tôi đã có chồng, có con. Cô Hải có biết không? Nhưng tại sao chị lại chấp thuận lấy anh Rạng? Tôi có nỗi khổ riêng của tôi. Chị nói chị đã có chồng. Vậy chồng chị đâu? Sao không thấy lên tiếng? Hay là đã ly dị rồi? Tôi không thể nói hết sự thật được. Như tôi đã nói, tôi có nỗi khổ riêng. Chị sao vậy? Nỗi khổ riêng của chị là gì? Chị có thể nói cho tôi nghe được không? Tôi có thể làm được gì cho chị? Cô không làm gì được đâu.
Tôi hỏi thật, chị có yêu anh Rạng không? Tôi cần biết cái sự thật khiến cho chị không yêu anh Rạng. Mà tại sao chị vẫn chấp thuận lấy anh Rạng? Không, tôi không thể nói được. Chị đó là bạn gái của cô đó hả? Ừ. Nhưng sao hai người gây lộn hả? Em tính tiền đi, tôi về. Đồ ăn nấu rồi đó cô. Tính luôn. Cô chưa ăn uống gì mà. Em ăn luôn giùm chị cũng được mà. Anh chị có việc gì? Chúng tôi có việc, muốn gặp thiếu tá Rạng. Anh đã xin thiếu tá Rạng trước chưa? Rồi. Anh chị đợi một lát. Thưa thiếu tá, có người cần gặp thiếu tá. Anh chị đợi một lát. Ừ. Chào cô Hải, chào trung sĩ Độ. Chào. Thiếu tá ngủ chưa anh? Dạ chưa. Xin mời vào. Mở cổng. Anh vào trong đợi tôi một lát. Dạ. Anh Rạng, anh ngạc nhiên lắm phải không? Anh đang làm gì vậy? Anh đang đọc giấy tờ báo chí trước khi đi ngủ thôi. Em ngồi đi. Anh chưa thay đổi thói quen đó sao? À không, phương pháp đó giúp anh dễ ngủ hơn. Ai chỉ cho anh vậy kìa? Là em đó. Đâu phải là anh đã xóa sạch tất cả để mở đầu cho một thời kỳ mới? Anh vẫn còn lưu giữ một cái gì đó chứ. Em ghé anh có việc gì không? Không có việc, ghé thăm anh không được hay sao? Rất tiếc là anh không thể ngồi lâu được. Anh đuổi khéo em hả? Anh không có ý định đó, là do em suy diễn thôi. Chừng nào anh cưới vợ? Em không có quyền được biết hay sao? Nếu em không có duyên làm vợ anh thì anh cũng nên đối xử với em hơn một người bạn thân chứ. Có thể là tháng tới. Em có một chỗ trong bữa tiệc cưới chứ? Anh xếp cho em một chỗ, ngồi rất xa, để em nhìn hạnh phúc của anh, được không anh? Em đến đây quấy rầy anh cũng chỉ vì lý do này. Em tốt với anh quá. Anh không nghĩ là em như thế này. Chắc anh nghĩ em phải lồng lộn lên, phải điên cuồng trả thù anh chứ gì. Em là con của xã trưởng Trần Nhũng, là em của đại quý biệt kích Trần Hoàng, những kẻ khét tiếng tàn nhẫn hung bạo ở làng cát này mà. Đúng là trong em cùng chảy một dòng máu với họ. Em cũng từng có ý định trả thù, nhưng em không làm được. Anh biết tại sao không? Tại vì em yêu anh. Vì anh là người đàn ông mà em đã tự nguyện dâng hiến cả cuộc đời em, thì em tin tưởng mãnh liệt rằng em phải sống trọn đời cho người đàn ông đó, cho dù người đó có phụ rẫy mình để đi si mê một người đàn bà khác.
anh nghe em nói chứ. Anh nghe. Vậy được rồi. Bây giờ em sẽ về cho anh đi ngủ. Em hứa là em sẽ không quấy rầy anh nữa đâu. Em quên nói với anh một việc quan trọng. Em vừa gặp chị Nhâm. Bao lâu rồi? Trước khi đến anh, khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Từ Nhâm nói cái đám cưới chị ấy tuyên bố trước mặt anh Hoàng, thực chất chỉ nhằm đối phó với anh Hoàng mà thôi. Bà mẹ chị ấy ở dưới quê nghe tin, lên đây chống đối quyết liệt, đòi từ chị ấy. Không, Nhâm yêu anh. Cô ấy đã nói với anh như vậy. Anh không thể nào nhầm lẫn được. Nhâm rất là yêu anh. Chị Nhâm không hề yêu anh. Chị ấy chỉ yêu người chồng ở bên kia bờ vĩ tuyến mà thôi. Chị ấy nói với em như vậy. Không đúng. Em đang xuyên tạc vấn đề. Cho dù anh có lấy được Nhâm, vì một lý do nào đó, thì anh cũng chỉ lấy được cái xác mà thôi. Anh đừng giận em nha. Chúc anh ngủ ngon. Dạ, xong việc rồi phải không cô Hải? Bây giờ tôi đưa cô về nhà nha. Tôi chưa muốn về nhà. Buồn lắm. Hay là anh chở tôi đi uống rượu nha. Không được đâu cô. Ông đại quý, ông la tôi chết đó. Tôi chịu trách nhiệm. Nhưng cô biết uống rượu đâu mà uống. Với lại ở đây đâu có champagne hay là rượu vang của Pháp. Tôi sẽ uống rượu đế cho anh coi. Ở Đà Lạt, trời lạnh, tôi với mấy con nhỏ bạn mua rượu đế về uống hoài ha. Đi. Dạ. Tại sao anh mãi mãi bỏ em không về hả anh? Có biết bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra, em phải làm gì đây hả anh? Chấp nhận lụy phiền vì lòng yêu quê hương anh phải âm thầm gạt lệ chia ly anh đi đắp xây đời, bỏ lại sau lưng yêu thương một mối tình dù biết đắng cay. Chịu ân thân, chịu dấu tên như hạt giống kia chờ lúc lên mầm. Anh chọn sống cho người mà quên bản thân. Sâu trong tim anh tình riêng vẫn nhớ, nhưng lòng đã quyết chẳng thể nào đổi thay. Lần gặp lại người yêu xưa ấy lại là lúc anh lìa xa. Trời, cô ba, tôi nói rồi mà cô không nghe. Cô xỉn rồi, cô đi không nổi nữa thấy chưa. Cô ba. Nhưng mà tôi vui lắm. Vui lắm Trung Sĩ. Hồi nãy á, cô không để cho tôi chở cô về nhà dưới làng luôn. Về gặp ông đại quý, ông vũ tôi te tua luôn cho coi. Trung Sĩ yên tâm đi. Anh tôi á, ảnh thương tôi lắm. Nhưng mà bây giờ tôi phải vô trọng để nói cho anh một chuyện quan trọng. Chuyện gì cô ba? Không phải chuyện của anh. Thôi, để tôi đỡ cô vô.
Dạ, chào đại quý. Mày chở nó đi đâu giờ này mới về vậy? Dạ, cô ba, cậu nhờ tôi chở đi. Đi nhậu phải không? Quắc cần câu rồi kìa. Quắc cần câu đã lắm anh ba ơi. Nhớ khi xưa ta là chim phượng hoàng, vỗ cánh bay chín tầng trời cao ngất. Cô ba đây cũng thuộc thơ hàng mặc tử quá ha. Thơ hàng mặc tử hay tuyệt vời. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, chẳng bán tình duyên ước hẹn hò. Vô nhà giùm tôi đi nhà thơ, ở đây cảm lạnh bây giờ đó. Anh ba ơi, em vui rồi. Biết rồi, thấy rồi. Vui quá là khác nữa kìa. Đi vô đi. Dạ, chào đại quý. Em vui rồi.